Xin mến chào các cô chú, các anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Ẩm thực tại gia, kênh chia sẻ công thức nấu ăn, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp. Trong video ngày hôm nay, em xin chia sẻ tới các cô chú, các anh chị và các bạn một công thức nước uống giúp bổ sung điện giải rất tốt, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp, đó là nước đậu bắp ngâm. Đây là thức uống giúp chữa trị và cải thiện nhiều bệnh lý rất hiệu quả, đặc biệt là đối với những ai đang mắc các bệnh lý về xương khớp, tiểu đường và suy giảm miễn dịch cùng nhiều bệnh lý khác. Và bây giờ thì em sẽ bắt đầu thực hiện luôn nhé. Đậu bắp rất dễ mua, dễ trồng, là thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm hàng ngày của nhiều gia đình. Ngoài cách chế biến thành nhiều món ăn ngon thì các cô chú, các anh chị và các bạn có thể ngâm hoặc là ép nước để uống. Và cách đang được áp dụng nhiều nhất, dễ uống, mang lại hiệu quả cao đó là nước đậu bắp ngâm. Đầu tiên sẽ lựa mua đậu bắp còn tươi, non vừa không bị già, có màu xanh tươi, lớp lông mao nhỏ bên ngoài không bị thâm, dập héo, kích thước quả vừa không quá to, khi chế biến sẽ ngon, nhiều dưỡng chất. Sau khi mua về sẽ ngâm với nước muối loãng trong khoảng thời gian từ 10 đến 15 phút, rồi rửa lại vớt ra rổ để cho rau nước. Một lần làm sử dụng cho một người trưởng thành uống sẽ dùng từ 6 tới 7 trái. Đậu bắp sẽ cắt bỏ đầu cuống, rồi thái lát thật mỏng. Trong đậu bắp chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, vitamin A, vitamin C, E, K, B1, B3, B6, axit amin, kali, canxi, magie, mangan, axit folic và chất xơ, chất chống oxy hóa. Đây là những chất cần thiết cho cơ thể. Sau khi đã thái mỏng cho vào tô, sẽ chế vào 300ml nước sôi có độ nóng từ 60 tới 70 độ, cho ngập đậu bắp. Để ngâm đậu bắp sẽ có hai cách. Cách thứ nhất thì các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ dùng nước phích, nước có độ nóng từ 60 tới 70 độ. Cách này sẽ ngâm trong khoảng thời gian từ 1 tới 2 giờ đồng hồ là dùng được. Cách thứ hai đó là dùng nước lọc, nước sôi để nguội hoàn toàn. Cách này sẽ ngâm đậu bắp qua đêm hoặc là ngâm trong khoảng thời gian từ 8 tới 10 giờ đồng hồ là dùng được. Cách làm và thời gian nêu trên thì các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ làm để uống vào buổi sáng sớm là tốt nhất. Và bây giờ thì em sẽ ngâm đậu bắp trong thời gian là 2 giờ. Sau thời gian 2 giờ ngâm bằng nước có độ nóng từ 60 tới 70 độ. Nước đậu bắp ra rất nhiều nhớt, có màu xanh nhạt. Tiếp theo sẽ dùng rây để lọc bã. Vậy là em đã thu được phần nước đậu bắp ngâm. Theo cách làm này, khi uống nước đậu bắp sẽ nhớt, có vị đậm đà, tương đối dễ uống. Mỗi lần uống sẽ uống 1 ly từ 250 tới 350ml, không lạm dụng sẽ gây tác dụng phụ, đặc biệt là ảnh hưởng tới thận. Thời điểm uống tốt nhất là vào buổi sáng sớm trước khi ăn sáng 30 phút. Cách làm rất đơn giản nhưng nước đậu bắp ngâm mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, hỗ trợ và điều trị một số loại bệnh rất hiệu quả. Đầu tiên phải nói tới đó là chữa bệnh xương khớp. Trong đậu bắp chứa nhiều vitamin K và folate dồi dào, giúp tăng cường mật độ của xương, giúp xương chắc khỏe, phòng ngừa bệnh loãng xương. Công dụng thứ hai đó là hỗ trợ và điều trị bệnh tiểu đường. Uống hoặc là ăn đậu bắp thường xuyên giúp giảm lượng đường trong máu, rất tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Công dụng thứ ba, cải thiện hệ miễn dịch. Trong đậu bắp có chứa vitamin C và chất chống oxy hóa dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh tật, cảm cúm. Công dụng thứ tư, hỗ trợ hệ tiêu hóa,
chất xơ trong đậu bắp giúp kiểm soát nồng độ cholesterol trong máu, giúp giảm táo bón, giảm nhu động ruột, nhuận tràng rất hiệu quả. Công dụng thứ 5, chữa ho và viêm họng. Đặc tính kháng khuẩn và khử trùng của đậu bắp rất hữu ích trong trường hợp này. Sẽ uống nước đậu bắp ngâm hoặc là ép để giảm đi các triệu chứng ho và đau họng. Công dụng thứ 6, cải thiện sinh lý ở nam giới. Công dụng thứ 7, giảm mức cholesterol trong máu và bảo vệ trái tim khỏe mạnh. Công dụng thứ 8, giảm triệu chứng hen suyễn, đồng thời giảm khả năng phòng ngừa bị hen suyễn. Công dụng thứ 9, làm đẹp da. Các chất chống oxy hóa trong đậu bắp giúp thanh lọc máu, giảm mụn trứng cá và các bệnh ngoài da, giúp da săn chắc và khỏe. Công dụng thứ 10, rất tốt cho phụ nữ mang thai và thai nhi. Trong đậu bắp có chứa hàm lượng folate, đây là chất đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ mang thai, có khả năng giúp thai nhi tránh được các tình trạng dị tật ống thần kinh, giúp mẹ và bé khỏe mạnh. Khi uống hoặc là ăn đậu bắp thì các cô chú, các anh chị và các bạn cần lưu ý một số điều sau. Uống hoặc là ăn vừa đủ, không lạm dụng sẽ gây ảnh hưởng tới thận. Một ngày chỉ uống từ 250 tới 300ml, uống vào buổi sáng sớm trước khi ăn sáng 30 phút. Tránh uống vào ban đêm, gây tiểu nhiều sẽ ảnh hưởng tới thận. Những người bị sỏi thận, sử dụng quá nhiều sẽ khiến bệnh nặng hơn. Những bệnh nhân bị đông máu, sử dụng thuốc đông máu thì không nên ăn hoặc là uống nước đậu bắp, gây đông máu rất nguy hiểm. Đang bị tiêu chảy không nên ăn hoặc là uống nước đậu bắp, sẽ khiến bệnh nặng hơn. Vậy là em đã vừa thực hiện và chia sẻ xong cách làm nước đậu bắp ngâm, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hỗ trợ và điều trị một số loại bệnh. Đồng thời là cách dùng và những lưu ý để sử dụng an toàn, mang lại hiệu quả tốt nhất cho các thành viên trong gia đình. Hy vọng qua những chia sẻ này sẽ giúp ích được các cô chú, các anh chị và các bạn sẽ có thêm hiểu biết trước khi sử dụng nước đậu bắp ngâm nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các cô chú, các anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em nha.